动琴弦，那一段被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎。Em này. Đã bao giờ em nằm mơ mà thấy giấc mơ của mình cứ lặp đi lặp lại chứ không? Mơ về cái gì cơ hả anh? Thì đại loại như là từ một nơi nào đó mà anh chả nhớ nữa, chỉ biết là về biển thôi. Thì đúng rồi, bình thường có ai nhớ được giấc mơ của mình đâu. Sáng tỉnh dậy thì có vẻ là nhớ đấy, nhưng mà đến trưa ấy có mà quên luôn. Hay là do anh thêm infection nhiều quá? Infection á? Cũng có thể. Mà kể cũng lạ nhá, trong giấc mơ của anh cũng có một giai điệu, mà cứ nghe thì giai điệu đấy là thế nào anh cũng tỉnh lại. Cái đó kiểu như là tèn 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 tèn. Giai điệu gì nghe mà buồn cười đấy. Anh chả biết nữa. Vậy trong giấc mơ của anh có còn ai khác nữa không đây? Còn một người nữa đấy. Là ai đấy? Để anh nói không? Whisper something in your ear. It was a perverted thing to say. But I said it anyway. Away.
时光渐渐地回渗出我心nhiều thế. Thế anh nhất định không muốn nói cho em biết cái gì? Chắc là anh sẽ đi khám bác sĩ. Anh nói cái gì cơ? Giờ này anh hay bị đau đầu quá. Kể từ hồi bị tai nạn. Thế mà vẫn không muốn giấu em à? Thế không muốn làm em lo thôi mà. Anh càng như thế này em lại càng lo hơn đấy.
Sau các kết quả của kiểm tra ngày hôm nay, chúng tôi xác định nguyên nhân không đến từ việc bị chấn thương vùng đầu do tai nạn. Và tôi nghĩ đây là một chấn thương về mặt tâm lý rất lớn, mới có thể khiến cậu quên hẳn một đoạn ký ức như vậy. Có thể dần dần, những ảo giác sẽ đến một ngày một nhiều hơn và cậu sẽ từ từ quên hết tất cả mọi thứ. Đây là thuốc an thần tôi kê riêng cho cậu. Thuốc này có tác dụng trong một ngày. Mỗi ngày cậu uống một viên trước khi ăn. Thuốc an thần này chỉ là phương pháp tạm thời. Tôi nghĩ cậu nên xem xét việc tới đây thường xuyên hơn để thực hiện liệu pháp tâm lý. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ là cô ấy không nên biết chuyện này. Vậy nên tôi quyết định sẽ bịa ra một câu chuyện và đi mua món kem trái cây mà cô ấy thích ăn. Kỳ lạ. Vậy mà vẫn còn nhớ mua kem cho em đấy. Em này. Ừ? Có nhớ có lần anh kể cho em về những giấc mơ kỳ lạ của anh không? Giấc mơ về biển á? Ừ. Anh có cảm giác là anh đã từng đến đấy rồi. Cảm giác rất là quen thuộc. Em cũng muốn được nhìn thấy biển, được ngắm mặt trời mọc. Có nắng này, có gió này, bầu trời thật là trong xanh. Có thể một lúc nào đó anh sẽ đưa em đi. Em muốn đi luôn cơ. Ngày mai chẳng hạn. Nhưng mà... Thôi, mai đem đi nhá. Được rồi, vậy là mới xuất phát. Em phải đi làm đây, muộn giờ rồi. Ừ.
敲打我窗，是谁在撩动琴弦，那一段被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎。Anh ơi, cho em hỏi có ai tên Linh sống ở đây không ạ? Ở đây chẳng có ai tên Linh sống ở đây. Có một cô gái tên là Linh. Cô ấy cao tầm chừng này. Không có đâu. Vậy trước đây có ai tên là Linh sống ở đây không ạ? Đã từng sống. Trước đây thì có. Cô ấy chết cái đây 1 năm rồi.
在撩动琴弦，那一段被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎。是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？记忆中那欢乐的情景，慢慢地浮现在我的脑海。那缓缓飘落的小雨，不停地打在我窗，只有那沉默无语的我，不时地回想过去。Có lẽ trong một giây phút nào đó tôi đã nhớ lại tất cả. Tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ bị mất trí nhớ. Chỉ là tôi chọn cách nhảy thẳng vào vực đen ấy.